bơi từ bên trong lấy một nha, lần này bơi từ bên trong lấy một, đừng nó ra đa ra Danilo nó bó tay luôn á, đừng nó ra Danilo nữa nha, trong lấy một bơi từ bên chắc chắn là ngon rồi, chắc chắn là trên 10 tỷ đúng không? Danilo nữa hả? Hai anh xịt bàn mấy xa hả? Trời ơi, anh khác anh khác với anh, coi chừng lên là ba anh lên chắc chắn lên, chắc chắn vòng trăm lên, không thể nào rớt được. Hai cái kèo này không lên kèo nào lên, kèo này không lên kèo nào lên nữa. Ba Steven Gerrard, Steven Gerrard. Thánh siêu phẩm 19 KFC 99 nặng của mình luôn nha, TCS Thanh Hòa 19 KFC. Nè hồi tôi nãy nó có là 19.000 KFC đúng không, giờ còn 5.000 cho 6.000 KFC là tốn hơn 13 KFC. Sự kiện tốn hơn 13 KFC, 13-14 K nha, BTB cộng 8. Ôi này nó cho vậy TM Coin hả? Ủa cái gì người ta quay hết này để lấy TM Coin, ai đâu lấy đúng không? Chắc không ai lấy TM Coin làm gì đâu. TM Coin à, trời ơi đúng là Ghana cho quả này hơi chí. TM Coin hả, thôi lấy cộng 8 hay ai đâu lấy này làm gì. Nhà nghèo đào đâu ra được cái mà bơi bao nhiêu đây, bơi nhiều quá ha, hiện tại đang có 100 tỷ đúng không, 100 tỷ nữa nè, 100 tỷ nữa, bơi nhiều quá ha, 100 tỷ không vậy, cứ lít 100 tỷ à, 159 tỷ nữa, 400 mấy tỷ bơi rồi, hồi nãy tôi có 109 tỷ đúng không, nãy tôi có 109, bây giờ là thêm khoảng 400 mấy rồi. Còn chắc được 500 tỷ về thì chứ, sự kiện này được 500 tỷ luôn hả, à, nhiều quá vậy. Trời ơi, một cú lít có 14.000 FC mà được tới 500 tỷ BB à, nhiều quá vậy. Trời ơi, em ha, em lưu luôn. Trời ơi, đâu ra đâu béo, ST Brazil cái nha, ST Brazil cái. Khởi động cho nó mau quắn rồi, ST Brazil. Trời ơi, không trên 10 tỷ luôn hả. Ê, anh em đừng án với tôi vậy chứ, anh em có đời, đừng án với mình nha. Cái cái sự kiện trước á là mình chưa ngon, là sự kiện này cho tôi ngon xíu. Cả nhà phố cổ nha, cả nhà phố cổ. Ok, từ từ sẽ ra icon special là gì đây, tôi không biết icon này có gì trong đây luôn á. Icon này có cái nào trên 10 tỷ không, icon này có cái nào trên 10 tỷ không ta, trên 10 tỷ cái. Ừ trên 10 tỷ rồi, ai vậy, anh hả, xem một anh Akira Steven Gerrard. À, được quá vậy, 3-4 tỷ. Ơi tính rằng tôi có 3 con Gerrard, tôi có một con ghi ra cộng 2, giờ thêm con ghi ra cộng 1 nữa mà bán có được đâu. Ghi ra giờ thì giờ nó minh đầy nó bán có được đâu, ảo thiệt ta. On BTB cộng 5, mấy cái on này ngon lắm, mấy cái on này hay ngon lắm nha. Mấy cái on á, tôi tin tưởng mấy cái on lắm. Trên 10 tỷ cái là đẹp, trên 10 tỷ cái đẹp. On BTB cộng 8, mấy cái on mà ngon lắm á. Ồ, gì vậy, bò có 800 triệu hả, cái gì, 800 triệu à. Trời ơi, 800 triệu đó hả? 95 mấy sao sao gỡ hạt tôi mở xui vậy? Sao tôi mở xui vậy? À, 14 KFC của mình sẽ xui vậy? 95 MS, xếp Hà Lan cái coi. Xếp Hà Lan, xếp Hà Lan. HST, SCD1, bà chích Mira hả? Bà chích Mira hả? Mira. Chính có lộ càng tê ở 113 số vậy? Trời ơi, đồng minh không ta? Trời ơi toàn minh không vậy, phải không? Cho con hàng nào ngàn tỷ ấy. Xin con hàng ngàn tỷ nha. Xin một con hàng ngàn tỷ. BTB 9708. BTB 607 BTB 08. 97 BTB 08. BTB. Trời ơi không ra lửa luôn hả? Trời. Ủa sao mình xui dữ ta? Đừng cho tôi ra mấy con, cho trên 10 tỷ cái. Cho trên 10 tỷ cái quyết cộng chắn 10 tỷ cái nha. 98 cộng 8 rồi. Cho trên 10 tỷ cái. Trên 10 tỷ. Trên 10 OBTB luôn. Trên 10 OBTB luôn. RV vợ sinh cho RV. Trời ơi nay mau ra. Ai vậy? Danilo 116 vị số luôn. Danilo. Trời tao mấy nay mau ta. RW LW ST CF không ra ta. Trời ơi Danilo. Cho rô béo được rồi, cho rô béo cái nha, rô béo cái, rô béo ST mà xin, tôi chưa bao giờ mở ra rô béo luôn á. Tôi mở ra rô béo là cộng 8 mà. Cho cái rô béo icon cũng được, ST mà xin cái cũng được. ST mà xin. ST mà xin. Sách B hả, CB, sách B hả, Vidic hả, trò ra minh luôn hả. Ra con thứ 30 luôn á.
to rồi, rồi vi đích ra thứ 30 luôn hả? 30 con ra con thứ 30 luôn. Ồ, ông set up hay quá vậy, ra con thứ 29 cũng được mà. Trời ơi, mấy em có đời định chỉnh cũng xét ghê ta. Chỉnh chuẩn thiệt ra không sai đâu mà. 30 con cho ra con thứ 30 luôn, nó không cho ra thứ 29 rồi. Bơi từ bên trong lấy một đi nha, lần này bơi từ bên trong lấy một, đừng có ra Danilo nữa, bó tay luôn á. Đừng có ra Danilo nữa nha, trăm lấy một bơi từ bê. Chắc là ngon rồi, chắc chắn là trên 10 tỷ đúng không? Danilo nè. Pháp, ai đây? Celemo Pháp Vira. Ba chức Vira. Ba chức Vira. Ủa sao nó 116 vậy? Ủa Vira nó 116 hả? Trời ơi. Ủa Vira sao vậy? Thôi Vira sốc ta. Sao nó tính tiền rồi được, như tính ra cũng lời mà. Con Danilo này, con Vira bán, Danilo này cũng bán được nè, 79 luôn, 180 tỷ, cộng thêm con này cũng được 189 à. Là cũng được thêm khoảng 350 rồi, cho 350 đây, mão em 350 đây, 350 không? Con Vira còn 30 tỷ hả? Con làm vừa hết FC luôn mà, vừa cái FC luôn. Ơ tính là có 6 triệu rưỡi à, còn dư được 1.000 FC luôn nè, 6 triệu rưỡi à. À dư được 1.000 luôn, ngon ta, dư được 1.000 FC. BTB cộng 8 BB quá trời, sự kiện BB hiện tại đang có 411 tỷ nha, anh em nhớ nha, 411 tỷ BB, 100 tỷ rồi. Cứ lít, cứ lít cái là 100 tỷ, lít cái 100 tỷ thôi dễ kiếm tiền quá vậy. BB chuyển đó ha, 100 tỷ nữa nè. Còn BB quá trời, như thế này thì sự kiện cầu thủ giá nó phải tăng nữa nè. Trời ơi, 106 mấy tỷ nữa nè. Mặc thêm bộ vest nữa hết bài. Mở ra hy là mở ra sai rồi, hy sai. Ừ, LH cộng 8 à, Modric à, Perisic à, ui, Ivan Perisic cộng 8, cộng 8 luôn, 17 tỷ, ở cũng được đúng không? Trời ơi, 93 ra được 108, hồi mà ra tính là mình luôn chứ, tính là mình luôn chứ ha, tính là mình luôn chứ, nhưng mà cũng được ra Perisic ngon rồi, ngon rồi, nãy tôi mở ra nhiều tàu lao rồi, 6 cộng 8 à. Ở tôi còn 31 like nè, cho lên 400 luôn nha nè, 31 bạn nào chưa like, để lại 31 like luôn, là 400 luôn, 400 like luôn. Coleman cộng 8 thôi, chọn cộng 6 cộng 8 là Coleman thôi. Mấy cái on này nó ngon lắm, anh em để ý nè, mấy cái on này nó ngon lắm. BTB cộng 8, on BTB cộng 8, BTB. Trời, không ra trên 10 tỷ ta, 114 con số luôn mà có 2 tỷ à. Ai có được cái Robert không ta, không biết cái Robert hay không, Eusebio à. Gira, Beckham, Beckham được không, cho Beckham. Trời ơi, không trên 10 tỷ, tính ra mình ngon ta. Tính ra mình còn được 10 tỷ. Best in cup Ronaldo de Lima, Esteban Brasil nha. Esteban Brasil 389 tỷ. T. Trời ơi, không ra lửa luôn, cái gói này không bao giờ ra lửa luôn ta. Em đang xài con laptop Asus à. Nhìn thấy nhớ. Ồ tính là cái cấu hình laptop nó bằng cái cấu hình máy mình nè. 95 EPS. 95 EPS 8. Xếp Hà Lan. Xếp Hà Lan. Ba Lan hả? CDM Ba Lan, còn CDM à. Trời ơi, ai vậy? Richo Viac, ồ 54 tỷ luôn này, giá cao vậy. BTB CR7, BTB 8 CR7 được không? Ừ, ra lửa E1 à ta, Pháp à. CDM Pháp em, à Angolo Kante nữa. Trời ơi, sao ngày hôm nay tôi mở ra Kante được hoài vậy. 90, ui, 115 luôn hả? Hát nghiệt thiệt. Hát nghiệt thiệt ta. Hát nghiệt thiệt, hồi nãy sao tôi mở ra Vidic ta. Nemanja Vidic nữa hả? Nemanja Vidic. Nemanja Vidic. Brazil Estan. Trời ơi sao Kaka ngon không? Ricardo Kaka cũng được. Trời ơi, nãy mở ra Neymar bị đích cho thấy bà luôn rồi. Em Rio Kaka cũng được. 98 BTB. Trên 10 tỷ nha, 98 là phải trên 10 tỷ nha. 98 trên 10 tỷ cái. Trên 10 tỷ cái. Ừ, EBS à. Bồ Đào Nha ST L Figo. Luis Figo đó. Luis Figo. Ủa. Ủa. André Gomes à? Kỳ ta. ST của R Đức nhá. R Đức Bồ Đào Nha đúng không? R Đức Bồ Đào Nha. R Đức Bồ Đào Nha 5.000 tỷ. R Đức Bồ Đào Nha. R Đức. Đức là ta CM. C ơi, CM ngon Michael Ballack. Michael Ballack. Ồ. Ồ, Rắc Lơ là người Đức à? Tôi tưởng người Pháp.
Trời ơi, xong rồi ba lắc ta. Cho mà tâm thì bán được nè. Tính là ạc này nó ngon không? 500 tỷ BB. Ôi tính là ạc này ngon chứ, 500 tỷ BB đúng không? Cộng hai con này lại cũng cả 200 tỷ rồi nè. 200 tỷ BB. Cộng này cũng 100 tỷ nữa là 300 tỷ BB. Cũng 800 tỷ nghe ạc mình luôn chứ, nghe giá mình rồi. Ba nhịp đập, nét bét chắc chắn lên, kèo này là 100% lên, yên tâm đi, không thể nào rớt được. Không thể nào rớt được. Một, tôi đập mà sao rớt được anh em, tôi đập biết nhiêu lần rồi. Hai. Anh xịt 3 lần nét xa rồi hả? Trời ơi, anh khác chứ, nhưng mà coi kèo lên là 3 lên. Này lên, chắc chắn lên, chắc chắn 100% lên, không thể nào rớt được. Ba phen nét bét. Ồ rớt à. Ba nhịp đập, không thể nào rớt được, lần này lên rồi. Xin mình sẽ ra. Chúc mừng chú bạc trước luôn, tôi chúc mừng chú bạc trước. Một, đừng nói trước hả, yên tâm mặt này lên, này lên. Hai, cái kèo này không lên kèo nào lên, kèo này không lên kèo nào lên nữa. Ba, Steven Zera, Steven Zera lên, Zera, Steven Zera kèo này lên mà chạy đâu, ấm quá chị đặt này lên luôn. Trời ơi, sao bao nhiêu lần rớt, cuối cùng thì cũng lại có lần lên. Like lần sau, chắc đầu tiên là này, chắc đầu tiên kéo lại livestream mình cái nha. Này sẽ chắc đầu tiên luôn á, kéo đầu like. Một. Hai. Lên, nơi kèo này lên chắc chắn 100% lên luôn, tuy nhiên là biết rồi. Ba, lên, chắc chắn 100% là lên luôn á, không thể nào không lên được. David Chizagre. Chắc chắn 100% là lên. Nhìn là biết rồi, sao không lên được. Không thể nào rớt được. Nhớ, anh em nhớ nha. Và đừng quên đó lại một like và subscribe để giúp mình có thêm động lực làm những video sau nha. Và một lần nữa cảm ơn mọi người rất là nhiều luôn vì đã xem video này của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.